ba chắc cho mà cao chết bay muối xem đặng thà có phần website nữa rồi như đặng website nhá ba nhìn đánh đánh tế đó bên này bà chẳng nơi cái nông ní cái nhóm đã bay ba website bán cụ thể là cái dân của website kia hơi tên của man hosting ăn đồ kia hơi ở nó sẽ phải trong bán ơn rồi mùi tiết chị em hối chứ như còn là copy được ở send này kia tức khi install app nó chưa từ sắp đây vào kia tức khi ai ba mơ đây 100 cho browser này khi còn là click app bởi dưỡng nâng viên được bao nơi website và cái đồ mà được rồi chắc tao dưỡng mà dưỡng bạch á bà chắc là trong này dưỡng là bà xin xong lúc hello bà lên cháu bà hãy nhóm pra web view mà bà bà mình là web view của viên nó web view cái nào lỡ rồi video bị dưỡng ba chân phở ba phở du nữa ăn thớ nha nào bà đã ba phở du cái này kia đó ắt ắt xong bà còn na bắt đấy bắt bắt đấy nó lột tách pha lại ô ô này khơi bà tiên bắt bắt muối vô mặt đạn lơ với phiền pin screen đi má phiền lên click lên đi má được thì dân châu được con ong câu dân đi giá phiền parent năm nhá và bà đấy match parent được cái phiên parent được như thế đó bà web view đấy mua ai mua web view đặt đó bà kiếm sale về á ai kiếm bật về cháo nữa ai kiếm mal đấy kiếm bật về cháo là kiếm cho tôm men nó mới sẽ cột bà chân là con ong men đấy dương bà đánh ra sao bật nhầm thế là sao Android store vô bật nhầm thế chân chúng ta đi mua là bởi vì phịch error đi gió này bà ta bắt đầu bắt nên những trăm máy đi nó bảo những update SDK complete đấy này bật chấm là sao bị error này nè 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 mistake error với là nào bật đấy bây giờ là sẽ tập mở chấm ở lắm bây giờ mở chấm ở những khơi error nó không nào bật đấy error nè 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 download JDK when select in này bị error version này compile SDK version Android 5 require complete with SDK 7 chúng ta tự download mình tích mà bằng này hết á chẳng bị error đáng đề được cho bạn update đi chẳng trong này dừng làm vì hãy bị lệnh error ấy và chẳng là lỡ dừng chấp đam được xe ao bị load web và dừng màu ta dừng được xe mách đâm bài load website và dừng màu chẳng dừng pra web ví dụ dừng add nhưng mà cao về một chú ai dư hào viên màu thiệt mà đặt đi quen là viên bà chân dương thử thơ bắt cho bay liên hệ thì màu vì viên dù ở lấy viên á bà chân dương và ca họ đó đi dương và ca anh trẻ ở kia là khi dương phở web dù này và đọc bôn đọc dù vi mua dân dọc đó thì họ bà hãy add đi friend là viên trẻ bà hãy dùng find video by ID nhé thôi đi và find video by ID or dot ID dot web view đấy và đó những ad chẳng còn một tay bật lên những ad phải anh chẳng pay những load những phở form load trên lớp tập bộ máu view từ xây browser thêm một bài mình view up bài vô web view nó không thấy bài kì bà dư mà càng chẳng á chúng như ở đây những cắt này như bậc cả này từ lơ mình trong control x vía ở cái màu bậc cả nó không nick private và chết vậy
ហើយបានខ្ញុំហៅ WV ហ្នឹងមកប្រើអង្គរណាបាទបើយើងប្រកាន់អញ្ចឹងគឺយើងហាមកគឺវាប្រើនៅលើនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងបើកមកវាបើកលើនឹងយកទាំងដងណាបើតែបើយើងអត់ប្រកាន់អញ្ចឹងទេលោតមកវានឹងលោតវាខ្ចី browser របស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់តាម app នេះឲ្យវាអីខ្លះបាទដូចជាមាន option 4-5 ណាខ្ញុំអត់ចាំខ្ញុំសុំមើលនេះបន្តិចដោយសារវា option វាមានបើក java script វាមានបើកអីមួយចំនួននៅក្នុងវត្តចិត្តមួយនោះតើណាចិត្តទៅចូលក្នុងវត្តបាទសុំបន្តិចថាតាមបាទនេះនេះនេះទី1គឺយើង set initialize scale ទី2យើង set setting វាឲ្យវា enable javascript ទី3យើង set load override mode វាបន្ទាប់មកទៀតយើង set y viewport យើង set scroll bar វាជាលក្ខណៈ style បែបណាហើយយើង set បាទយើងបិទអា scroll fading enable fall ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឲ្យ load website ណាមួយមកបាទនេះ option វាទាំងអស់ប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ set initialize javascript loadoverline បាទខ្ញុំអាច copy វាទៅបាទហើយខ្ញុំចូលមកក្នុងបច្ចេកទេសយើង control v មកចុះក្នុងនេះខ្ញុំប្រើ wv វិញព្រោះវាប្រកាសលើ wv ហ្នឹងណា set initialize scale get setting enable javascript បាទ set load បាទ with override mode បាទអានេះ view យើង control space មួយមកតាមពិតគឺយើងទៅ y វាហ្នឹងតែ y វាមួយមួយតាមហ្នឹងមកនៅ style របស់វានេះ style scroll bar វា outside overlay នេះណាគេយកចង់ដូរ style ណាមួយមាន style ក្នុងហ្នឹងច្រើនណាគេអាចដូរបានក្នុងនេះចង់ដូរ style scroll បែបណាហ្នឹងណាបាទគេអាចដូរវាបានបាទបាទឥឡូវនេះយើងចង់បើក website ណាមួយយើងកំណត់តាមហ្នឹងមកណាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបើក website របស់ខ្ញុំ netbestservice.com អីចឹងទៅអញ្ចឹងវានឹង load web មក netbestservice.com បាទអញ្ចឹងយើងអាចតេស្តវាបានជាមួយទូរស័ព្ទក៏បានជាមួយនឹងemulator ក៏បានក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីហ្នឹងតើ emulator របស់យើងដើរអ៊ីនធឺណិតដែរមានន័យថាម៉ាស៊ីនយើងខាងក្រៅដើរបន្តមកទៀតយើងមើលអា emulator នេះដើរអត់ខ្ញុំខ្ចី browser គេសាកមួយមិនដើរទេតា slow ទៅជួបបាទដល់ទៅមិនដល់បើតាបើយើងសាកមួយទូរស័ព្ទបើទូរស័ព្ទយើងជាប់អ៊ីនធឺណិតដល់ដាក់ចិត្តហ្នឹង slowបាទមកបាទអ៊ីនធឺណិតខាងក្រៅដែរមែនអូខាងក្រៅដែរតែក្នុងម៉ូបាលបាទបាទដែរយើង install ទៅក៏វាអត់ដែរហ្នឹងតែយើងអាច test លើទូរស័ព្ទជាក់ស្ដែងដល់នេះជាក្នុងនេះគឺយើងបាទក្នុងនេះ error នេះគឺដោយសារតែរបស់ខ្ញុំបកកើតទៅខ្ញុំយក version Android 1ជាក្នុងយើងដាក់ mouse ចាំមកក្រហមវិញវា load ចាំបាទ call require API level 7នេះថាអា web view នេះចាប់ពី API level 7មកបានអ្នកអាចប្រើវាបានតែរបស់ខ្ញុំមិញបកកើតមិញយក API level 1អញ្ចឹងវាអត់ support មួយ level 1ហ្នឹងណាក៏មិនដែរកូដហ្នឹង run ឃើញក្រហមអញ្ចឹងតែ run បានធម្មតាបាទវាគ្រាន់តែខុស version គ្នាទេវាអត់មែនថាកូដនឹង error តែម្ដងទេតែវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអាកូដនឹងគឺរានបានចាប់ពី version 7ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ OK មកចូលវានឹង install ចូលក្នុង mobile ជាងហ្នឹងបាទក្នុងនេះបើគ្នាយើងប្រើអានិច search for អីពេលបើកមកអ៊ីនធឺណិតក្រៅដែរអាហ្នឹងក៏ដែរនេះយើងប្រើចិន emotion នេះដែល install ឡើងមកអ៊ីនធឺណិតខាងក្រៅវាដែរក្នុងនេះក៏វាដែរ
บ้านนี่มันเจ็ดที่โหลดมาตามแบบเต้าเลยนี่นั่งลิงบ่าคือโกดเวียยอกเพเยอะไปตกบักอัดแรงน้ำบุตรยังตักตรงนี้นี่จะยังจังบักเออก็บ่าอัดเบอร์ต้องคลิกยังไงยังเบอร์ไอคอนเนี่ยจังก็ได้ยังคอนดูไอคอนน้ำได้ยังเนี่ยเว็บไซต์ยังเว็บไซต์ยังจังไปยังเบอร์เว็บไซต์กี่หายยังบีล่ะนั่งมวยไม่ด่าอุบจะโลโก้บักเกย์ด้วยตอนนี้บ่าให้ยังคลิกเลือกบีอย่างว่าจังเลยบ่าเพลงบักเกย์อ่ะจังเกย์อาจจะมาโจดูเบราว์เซอร์มันยังไงอาจจะมาโจดูคลิกเลือกเบราว์เซอร์ให้บันคลิกเลือกอัดแต่ในกี่ไวเว็บไซต์เกย์ช่วยยังได้เกียร์จะมาไวเลยยังไงบ่าแล้วคือจุดตึ๊บวิรันเลยนึงโยแต่ดอกสวัสดีจังเมตาเวรันลบเพจยังแบบนั้นเนี่ยบ่าโอเคอันเดอร์ซาต์อินเทอร์เน็ตต้องติดสัมดาวนะติดอินเทอร์เน็ตดาวไปตายนี่ยังอาจตัดแต่เมื่อบ้านไหนนั่งนะบ่าวีโอ้นกน้องแตะตองหนังกาปลาปลาอินเทอร์เน็ตต้องดอกนี่ยังแอดผมมิชชั่นมวยเทียบนี่ยังบ้าไทยผมมิชชั่นด้วยกล้ามร้ามันเทียบบ้านอาจจะเซ็ตอินเทอร์เน็ตบ้านบ้าคือนกน้องเอิร์นรอยแมนนี่แฟนนี่นี่ยังไทยมาบ้ายูผมมิชชั่นแทบมาแหนมคือเอิร์นรอยจดผมมิชชั่นจดอินเทอร์เน็ตมีได้บอกมีได้ยังจะเซย์โยนะคืออันก็ลองมือเบี้ยบ้านเซย์โยมาจากอันตรอยจดผมมิชชั่นบ้านนี้เป็นรถบังเลยสมรถกันเช้าผมเอาไปบังเดี๋ยวเซย์อันตรอยจดผมมิชชั่นจดผมมิชชั่นเซย์เขาจดอินเทอร์เน็ตลงมาเนี่ยเฮ้บ้านอินเทอร์มั้ยบ้านให้บัตรไปวิ่งมั้ยบ้านปนังนะไงบ้านเจ้าเมนิท่าจะเซย์การอินเทอร์เน็ตบ้านไหนเซมาบ้านยังโจมแมนรันไปมาปนังตายอะไรอะไรมันคือมันแมนมาเปลี่ยนนั่นเองมีมาเปลี่ยนนั่งได้ตายได้สานี่วิ่งตั้งอัดได้โว้ยบ้าเบราว์เซอร์วิ่งอัดได้พนังตอนนี้บ้าบัวอัดเบราว์เซอร์วิ่งอัดได้พนังจังวิ่งก็มันได้ได้เนี่ยมาเนี่ยเว็บไซต์ยังไงปุ๊บเว็บไซต์ยังมาตายเนี่ยขึ้นบ้านเน็ตได้สิบปีก็เบียดเตาไว้บ่าจะคือมาพี่มาพี่ตู้ซ้ำเลยวิอัพสปอร์ตมูนเน็ตเวิร์กวันนี้อัพสปอร์ตอัพจับแบคแคมอยู่เนี่ยสิทิ้งจับกล้องมาวิจับ Wi-Fi อะไรนะมือตู้ซ้ำนี่อัพมี Wi-Fi อ่ะมั้งสรีจับไว้มือมีนั่นเนี่ยโอ้อัพทิ้งอยู่ Wi-Fi อัพเอาไว้ไงเออหรือ Wi-Fi เปิดก่อนบ้างมือบ้านนั่นเบอร์เลยนี่นะโบเดต้าว่าสงสารนังแมนนะบัตรเนี่ยบัตรเวสันนั่นตัวบ้า Wi-Fi ห่อนนะบ้าWi-Fi สิทธิ์ไงครีมหมดดีมากเลยอ่ะอ่ะได้มาไปตู้ซับนะผมเพจนั่งสงสัยไปอัดมีน Wi-Fi ด้วยกันมาดีนะใต้คือยังเปิดตู้ซับเจ็ดสไตล์นะสกอร์อะไรต่างๆนะปูนแต่ไงแบบไม่หมดกรอบตัดได้ดาตายอันนั้นนะแต่ตายบ้านจะมาแตะตรงกันเลยโปรเจกต์เว็บไซต์ไปยังปนังนะโปรเจกต์เว็บไซต์ว่าจะส่งมาสต็อป